Trong video lần trước thì mình đã dùng 500 thánh di vật để craft ra một bộ diệm liệt ma nữ chế rực mới cho Hu Tao, với hy vọng rằng là Hu Tao sẽ lên top 1%. Và kết quả là mình lên 1%, từ 4 lên 3%. Trong video lần này mình sẽ sử dụng 2000 nhựa để farm ma nữ cho Hu Tao. Đúng vậy, farm diệm liệt ma nữ chế rực cho Hu Tao. Liệu mình sẽ thành công hay không? Cùng xem nhé. Hãy nhớ rằng chúng ta đang tìm kiếm the best of the best. Top 1. Bắt đầu series. Series này có thể kéo dài khoảng 3 năm. Đầu tiên này bỏ này. Ây à. Lần thứ hai. Lần này bà cò đứng sân đi. Mặc dù không có cái khóa sẵn, nhưng mà chúng ta cùng xem nào. Why? Mày chuyển dịch sang cái đồng hồ là mày ngon rồi không? Cái này không được, cái này không được. Tại sao mày lại đồng hồ tức? Khả năng đi lướt mạnh ấy. Rồi, lần này người đứng sân nên là Vela đi. Không tăng nhưng sẽ thay đổi. Không tăng nhưng sẽ thay đổi. Hoa không khóa này, chúng ta cùng xem cái đồng hồ này chứ. Ui. Rồi, người cuối cùng trong vàng 4 này. Phu, em làm cho anh miếng hỏa cái coi. Một đồng hồ hỏa chẳng hạn. Ở lộn, một ly hỏa chẳng hạn. Tại sao nó lại khóa ở cái chỗ này? Tại sao? Trời ơi, nó lộn xét rồi. À không, nó ngự. Mở khóa. Em là chắc do là setting của cái bộ này gì bị gì á. Chúng ta tiến tới nhựa tiếp theo nè. Rồi, kết thúc ngày hôm nay sẽ là đường chủ. À không, kết thúc ngày hôm nay với là Sen Yun. Bởi vì Sen Yun cho chúng ta 3 món. Đúng không? Mà 3 món này 3 món ma nữ đó chứ. Cho nên ít nhất là nó cũng được cái phần rồi đó. Trời ơi. Mai Sen Yun nha. Ngày đầu tiên các bạn. Cái video này sẽ dài. Cái hành trình này sẽ dài lắm đây. The next day. Ngày thứ hai chắc chắn sẽ không tệ như hơn ngày đầu tiên được nữa rồi. Chúng ta khởi động bằng bà cò đi. Nữa nè. Đó, nhưng mà thật ra là cái khóa này là khóa ngu á, cho nên kể đi. Hai ngự. Sen Yun thất bại. Vậy là anh. Không, cái hoa này thì coi như là rác rồi. Tại vì hình như là mình đặt tấn công thì phải. Người thứ ba. Không có niềm tin lắm về cái đoạn này. Mở là không có lông ha. Đó, bây giờ tới chính chủ ra tay nè. Cho luôn cái E nè. Đó, tôi cho luôn cái Quy nè. Đó. Rồi tôi bấm F nè. Bấm nhựa cô đặt nè. Người cuối cùng trong ngày hôm nay, tôi chọn Yelan. Hãy cho tôi cái gì đó đi. Give me something. Rồi, ngày thứ ba. Sau 2 ngày cực kỳ thành công với không món. Khởi động mà Hu Tao đi. Vậy đi mình có progress không? Tới lượt Yelan đi. Mình đổi thứ tự tới Yelan không? Đấy! Thấy chưa? Hai món. Nhưng mà sao, nhưng mà sao không phải là khóa thì? Có khi bay dòng.
Ok, giờ tới phu. Nhưng mà riêng con phu này thì hình như nghe nó có chức chức gì đó là xài hết nổ đúng không? Thử đi. Một này, hai này, à, ba này, e này, nổ này, đó. Rồi, quay lại phu. Vô. Rải gì đây? Sao lại khóa cái này? Ba ngày rồi chưa sửa cho nên là chắc chắn là nó phế rồi. Ê, ủa cái này không khóa. Mày hỏi chiếc lỡ thành công vậy đấy. Ba ngày chúng ta có một ba ngày rồi một cái các bạn. Ok, mình thừa thắng xông lên không? Mình làm lại lần nữa không? Thử đi. Đó. Quay lại phu này. Vô này. Đồ hiền như bốc lửa nó quá là chịu tốt. Trời ơi. Giờ nửa cuối đúng không? Thì mình sẽ thử một chiếc lõ khác. Lần này mình làm mọi thứ nhưng mà kết thúc bằng giờ là cao. Một đi 1 2 3 4 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, và ê chú mày à, thì cầm dây lan làm gì nó sẽ sắc tốt đi đúng không? Không phải cái này đang thử không hả? Không lẽ là tôi lại có thêm một món trong bộ sưu tập của đi lứt nữa. Ok ok. Úi trời ơi. Thôi mình thử coi vòng 4 coi như thế nào. Rồi. Ok, lần đầu tiên sau 3 ngày chúng ta có đồ để nâng. Tung hoa nhớ thầy chèm uống tung hoa vô ha. Cũng được đi, mình cân được. Cốt, cái. Tại sao ông này là người cốt? Mình cũng nên cốt một chút đúng không? Mình cũng nên cốt một chút đúng không? Mình cũng nên cốt một chút chứ. Đó. Nó nằm ngoài kịch bản rồi nha. Mặc dù nó min ấy. Khẳng định với các bạn, mặc dù nó min ấy. Bây giờ mày min nhiều lần mà mày mắc xíu được không? Làm cúp được không? Tiếc nhở. Tiếc. Quá tiếc. Mình có cái này. Vì một lý. Mặc dù không phải trong video nha. Nhưng mà vô tình là mình lọc lại mình thấy có cái này. Hơi ngoài cấp cái video chút xíu nè. Cái vòng 4 là dội luôn á. Quay. Khoan. Từ. Quay. Sáng thương bảo. Vô. Cũng được đi. Giữ được. Oh my god. Vậy là sau 3 ngày tôi kiếm ra được, tôi không kiếm được một đồng hồ hỏa nào. Nhưng mà tôi có đồng hồ hỏa sẵn khi đưa nó lên này vậy. Lên nha. Sáng thương bảo. Ai da. 4 cái nhựa của ngày hôm nay rồi nha. 4 nhựa rồi. Em nhắc lại là cô 4 nhựa rồi. Là cô ra đồ của cô không nhé. Cho nên là Làm ơn. Cũng đồ cổ kìa chứ mà. Mình bình tĩnh. Cô đang đồ. HP
Cô đang đổ. Cô đang đổ. Bình tĩnh, cô đang đổ. Cô nhảy cho em một cái đi. Ok. Để cô lên là tắt một xíu. Xong rồi cô đổ cho em khúc này thôi nha. Cô đổ cho em mấy món của khúc này thôi. Rồi, em nhắc lại. Cô San Yun nè, cô San Yun thân mến, rất chân thành. Em rất chân thành. Cô San Yun thân mến. Em cô búp tỷ lệ bảo kích cho chúng em. Cô búp vô đây giùm em nhé. Cô San Yun thân mến. Thì coi mơ cô vô tỷ lệ, cô vô hai dòng dưới cái chữ tấn công đó là được nhé. Cô nhé. Em nâng lên 20 luôn này. Mà chưa lên tới 20 luôn rồi. Cô San Yun thân mến. Đau quá. Ok, thì ngày hôm qua chúng ta đã sử dụng Misco San Yun để roll để gacha hết nhiều bậc giùm rồi. Và kết quả thì ra đồ của San Yun chứ không phải đồ của tao các bạn ạ. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ mời đến đây một quý cô khác cũng xài đồ tương tự, đó là Furina. Đây, quý cô Furina thân mến. Tới lúc rồi. Tới lúc rồi. Để xem quý cô Furina sẽ ra gì đây. Quý cô Furina ra 3 đồ. Hay 2 đồ lỏ rồi đấy. Và cái nón. Nón tấn công à. Cô Phu thân mến. Nhắc lại nhá. Cảm ơn. Đồ hu nha, cảm ơn. Thôi kệ, suy nghĩ thử. Nhựa thứ 3 của quý cô Furina. Trời ơi là rồi có gì không? Không có gì luôn á trời ơi, mà nó còn sai set nữa. Nhựa 4 của cô San Yun. Ở lộn. Nhựa 4 cô Furina. Lại cái này nữa hả, đúng không? Lại cái này nữa hả? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Đừng. Tại sao vậy? Nó khóa sẵn rồi. Tại sao vậy? Đừng. Cô Phu à, em xin lỗi vì đã xúc phạm cô. Nhưng mà cô làm ơn cô ra cái gì đó ngon giùm em đi. Nhiều nhựa quá rồi. Làm ơn. Please. Please. Chắp tay nào. Ai da. Ai da. Nửa chặng đường của tập 1 đã trôi qua. Mình nâng một lần vậy mãi mãi không? Thì tùy anh. Nó vô 20, nó vô 10, 20 thì đừng hỏi em. Hãy cho đi. Cho đi. Nhận lại tất cả. Ok, ngày hôm nay sau sự thất bại của chị Phu với cô Cò thì bây giờ mình tới chị Lan. Chị Lan thân mến, đồ của chị cũng giống như đồ hu tao nhà em đấy. Nhá, cũng HP, cũng sát thương tỷ lệ nhá. Xíu tinh thông cũng được nhá. Cảm ơn nhá. Xíu xíu tinh thông thôi. Còn lại tỷ lệ sát thương HP nhá. Em không nói có tấn công với phòng ngự ở đây nha chị nhé. Một xíu tinh thần. Rồi tỷ lệ sát thương của em đâu? Em biết là chị nghe em, nhưng mà mấy cái thứ tinh thông gì đó chị để xuống dưới giúp em ha. Ở trên mình để sát thương tỷ lệ nha chị nhé. Nhé. Ma nữ luôn nhé. I like it. I like it. Mình có progress đúng không?
Nó cũng sẽ được, chị chỉ cần đổi cái khúc này là được nhé. Cái đồng hồ này không đúng ý em nè. Đó. Cái lông này thì nó bị, đúng rồi, nó bị lệch chút xíu. Chị làm đúng theo ý em rồi đó, nhưng mà bây giờ mình quật tẹt ra luôn ha. Em cần nón sát thương dòng tỷ lệ tinh thông. Em cần một cái đồng hồ HP dòng tỷ lệ sát thương và tinh thông. Ok chưa? Chốt vậy ha. Ủa khoan, mình chưa nói xem gì. Quên. Xem ma nữ gì ơi. Cho em xin xem ma nữ. Cho em xin xem ma nữ. Rồi, lần cuối. Ok, rõ ràng ha. Em cần một cái hoa ma nữ tỷ lệ sát thương tinh thông, một cái lông tỷ lệ sát thương tinh thông của ma nữ, một cái hoa HP, một cái đồng hồ HP tỷ lệ sát thương tinh thông, một cái ly hỏa của ma nữ tỷ lệ sát thương tinh thông, và một cái nón sát thương dòng tỷ lệ tinh thông của ma nữ, tất cả của ma nữ hết nha. Ok, chốt vậy đi ha. Cảm ơn. Đây đây. Giờ là chị Gia Lan, chị Lan, chị ấy không nghe mình rồi. Chúng ta có một cái lông tạm tiềm năng đi. Đây. Một cái lông này. Mình không hy vọng là cái lông này có thể đánh bại được cái lông này. Đó. Nhưng mà thì nó đỡ xíu cũng được. Ha. Cho vô sưu tập lông đi. Cẩn trọng. Đó. Xong. That's the. Mấy chị làm rồi mà fail á thì cho nên là hôm nay là tội lực cánh sinh nha chị Hu. Nha. Ui. Trời ơi. Nó đổi set là nó ngon rồi. Set này nó ngon rồi. Ok. Cái này đáng thử này. Cái này có thể thử này. Trời ạ. Ôi trời ơi. Sao nó lại ra thế này. Nhựa cuối nha Hu. Nhựa cuối nha. Tin tưởng nha. Nào. Tin tưởng nào. Sức mạnh của hỏa thần. Trời ơi. Ôi trời, còn sẽ thua tối nha em nữa hả. Phòng ngự. Ai da, hôm nay không ra gì hết à. The next day. Ok, một ngày mới sau khi chúng ta đã thất bại quá nhiều lần 7 ngày trước. Hôm nay thì mình thử chiến thuật mới thử xem nha. Mình sẽ triệu hồi ca sĩ nước nguồn lên. Đó, để cô ấy chứng kiến mọi chuyện. Ok không? Vô nào. Hey. Thiệt hả? Ủa thiệt á? Mặc dù cái này tấn công nha, nhưng mà có đi lứt, cũng đi lứt hoặc là một nhân vật hệ hỏa cầm thương nào đó cũng có thể sử dụng được nếu như cô ấy có tấn công á. 4.6. Ca sĩ nước nguồn. Hơi tỉnh nha. Rồi, nhựa thứ hai của ca sĩ nước nguồn. Tới nào. Hai ly, mặc dù không khóa nhưng mà 2 ly. Ủa, HP. Nhưng mà 2 ly bắt đầu có chiều hướng ok á. Ở đâu có chiều hướng ok. Cái này có thể cho các nhân vật. Nếu mà dòng dưới là dòng sát thương. Cái này ngon. Thừa thắng xong lên nào. Nhựa thứ 3 nè.
mặc dù nó sai dòng á, nhưng mà nó đúng đồ là nó cũng được á. Mà cứ chơi chặt cây xin tiếng hồn nha. Ok, nhựa thứ tư nào, tới cà sĩ nước nguồn, hãy ban cho tôi sức mạnh. Chắc mình cũng không nên cho không nên cầu nguyện nhiều quá đúng không? Chắc không nên nói, mình chỉ nên gọi là mình chịu hồi ca sĩ nước nguồn ra thôi, chứ mình cũng không nên nói gì hết đúng không? Ok, nhựa cuối cùng trước ca sĩ nước nguồn nào. Mình này hà má. Ê. Ok. Đầu tiên là cái hoa mở khóa hôm nay. Cái vượt qua cái này à. Holy shit. 78 2 3 4. Oh my god. Holy. Wow. Rồi. Tiếp. Vẫn đang còn trong bù lợi của ca sĩ nước nguồn. Mặc dù không hỗ trợ nhiều lắm cho con tao ha. Rồi. Tại tụi thầy mình run quá các bạn. Run quá. À. Cái trick ca sĩ nước nguồn này hôm qua nó hay lắm. Hôm nay mình làm lại nhé. Rồi này. Nhớ này. Kỹ ta. Trời ơi. Tại sao mày là kháng hỏa là sao chứ? Vẫn luôn. Trời ơi, mày mệt. Sẽ thuộc về Tố Thảo. Ok. Để coi. Đấy, không như là sẽ coi nhé. À. À. Bỏ được. Yes. Rồi mình đã 20 coi nó là cái gì ha. Chúng ta đã bỏ được cái này rồi, chứ mà nó ra vô 2 dòng này lát mộng. Này chắc là mình sẽ cứ roll bình thường thôi nha mọi người, cứ bình thường thôi, mình không có tâm linh gì hết, hiểu như là mình không có tạo ba con này xong rồi mình bấm lâu thôi đúng không? Ừ, vậy thôi. Hai cái lông, một lông phế hơn. Mình có một cái hoa ngon rồi, bây giờ mình sẽ cần một cái lông. Không phải lông, đồng hồ. Không phải hai cái này. Cảm ơn. Mình thử mình skip ha. 3 món. Phế. À.
vào thế. Ai da, đồng hồ nạp à. Lần cuối. Và đó là hết lắc rồi.